Rồi, Thành Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Video hôm nay Thành Phú chia sẻ anh chị em vài tác phẩm hàng bưng bê, có thể là 1, 2, 3, 4 người bê, anh chị em cùng thượng lãm đi giao luôn. Đây là cái xây kích mà tầm vừa để anh chị em mình chơi ban công, những cái không gian nhỏ hẹp. Đây giống như cái dúi này nè, nó hệ cúc quái. Cây này cũng vào cái bể đá rồi. Nói chung là cũng đi vào chế độ chơi. Tàn này, nuôi dần dâm này. Cây này có thể chơi hai mặt. Cái đoạn co rất đẹp ha. Đây, một cái chậu đá khá là tương đối sạch cây. Đây, chơi hai mặt đều ok hết quý vị. Dàn xương, dàn râm. Đây, nó dày. Cái này cao khoảng 60, tán cũng tầm 60. Còn đo cái hoành mà ngay chỗ cái đoạn co nó thế này nè, cái hoành 70, khoảng 69-70. Hiện tại thì cái chậu chậu đá chiều dài là 41, cũng chỉnh chu cây rồi, chơi hai mặt đều ok. Đây, xử lý mặt cắt này, nó gom lại rất đẹp. Nói chung cây này nuôi lâu năm, dạng tay cầm nuôi ok. Cây này giao lưu là 12.500.000, không bao ship, tức là giá báo tại vườn cho một cây dúi hai người bê. Bởi vì vô cái chậu đá rồi nó cũng hơi nặng. Có một cây xanh, một cây xanh xanh lá, gọi là xanh lá liễu ha, cái cũng già này, cũng vào cái chậu đá phủ bì 41 chiều dài. Đấy, nó cũng đặt chậu rồi nè, nó kiểu đa vót ha, vót lên bé xíu. Bên này nó có nổi một cái cục nu. Đây, mặt cắt thừa nó cũng bò sẹo. Đây, tổng thể hai mặt. Cái này cao 60, tán cũng tầm 60. Tổng cái hoành đế này là tới 1m16 tổng luôn. Cái chậu đá này là dài 41 phủ bì. Đấy, cũng giao lưu giá là 12.500.000, không bao ship. Cây xanh mini một người bê, cây này cũng vô cái chậu đá dài 41 phủ bì. Cây này cốt cũng hệ quái. Trên này nó có một cái sẹo đang gom, mặt cắt bên trên nó cũng gom nè. Cây này anh chị em mình sở hữu về mình chơi chăm nuôi thêm, nó được cái đẹp chằng cốt. Rồi, mặt bên này thì cũng quá ok, chỉ có một cái sẹo này thôi, với lại một cái mặt cắt bên trên, nó được cái cốt nó đẹp.
Hiện tại cây cao 39, cái tán này thì tầm 45, con này hoành thân này cũng khó đo. Nếu mình đo nơi cái đoạn này khoảng tầm 35 ạ. Một cây dúi. Cây dúi hàng bưng bê, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này giao luôn 11 triệu, không bao ship. Cây dúi mini. Bên đây một cái tùng. Tùng này là tùng tùng đọt đỏ ha. Cái tùng đọt đỏ. Cốt gọn C. Vào cái chậu men bát giác. Cái này làm cái dàn tán nó cũng ấm rồi nè. Nó ra form kiểu dân bài. Được cái là cốt gọn C. Nuôi lâu. Hiện tại cái chậu này là kích thước 50 phủ bì. Nó có sạm da chỗ này. Cái phần dưới chân nè. Còn phần đế chạy. Cái này cao khoảng 65. Tán thì tầm 1 m. Còn đế là 1 m 07. Cái thân nơi đây là 39. Chậu 50. Ở dạng tay cành nó cũng ok hết rồi nè. Nuôi to. Cái tùng đọt đỏ. Cây này giao lưu là 17 triệu 500. Không bao ship. 17 triệu 500. Đây, mặt cắt bên này. Đấy. Và một cái sạm da chỗ đây. Với lại mặt cắt chủ. Đấy, anh chị mình xem chi tiết. Một cái tùng đọt đỏ. Tiếp là một cây dúi nghệ thuật dạng đổ treo. Nó nằm trên cái ghè. Cái ghè này là cao, chiều cao của cái ghè là 52. Phối một cái tác phẩm dúi này vào. Khá là đẹp. Hiện tại thì cây này nuôi nó cũng lâu nè quý vị. Dần nuôi nó to. Cốt nó khéo cốt ạ. Cũng lắc chạy cốt. Đây mặt cắt đã được xử lý. Dàn nuôi nó to rồi. Đây, cốt nó lắc này. Cũng được tương đối, khá đẹp cái dúi này. Cốt rớt mà rớt bay bay ha. Cũng dễ thương. Hiện tại là cái thân này khoảng tầm 35. Tại vì có chỗ lớn chỗ nhỏ đó. Trung bình khoảng 35. Còn tổng luôn cái chiều đổ là 1 m. Cái ghè này là cao 52. Đấy, nuôi thì cũng khá ok cái dàn tán rồi nè. Cây này giao lưu 15 triệu 500. Cũng giao lưu tại vườn. Không bao ship. Đây là một cây xanh. Cây xanh này trước kia nó cũng đã thành phẩm. Mà qua thời gian đó, cái này cắt giật và nuôi lại. Hiện tại thì dàn nuôi nó cũng to này. Được cái là cốt đẹp. Cái xanh quê rất là già. Con dàn tay cành
và dàn nuôi nè. Ở bên trong này nó có rít một viên đá gọi là đá san hô, nó nhè rồi đó, cây này già lắm. Mặt bên này vẫn đẹp. Vẫn ok mặt bên này á. Già lắm. Cái này cắt rồi nuôi lại nè. Anh chị em mình sở hữu vừa chăm vừa chơi nuôi thêm. Cái phần này nó có bị sạm da. Sạm da thì đã được xử lý. Thì dòng xanh thì nói chung là thời gian nó cũng kéo sẹo, bo đẹp. Đấy, dàn tay cành lực già. Cái này trước kia nó thuộc cây rồi, quá trình thời gian thì nó biến đổi nên bây giờ thu cái tàn lại đó. Hiện tại là những cái mầm nuôi nè, mình đi lại dàn tán. Hiện tại cái cây cao là 55, tán khoảng 60, tổng đế luôn là 1m45. Cái chậu này là chiều dài là 65. Đấy, một cây xanh quê, có thể anh chị mình về mình tiếp tục mình chăm nuôi thêm, được độ già, tay cành lực. Cây này giao lưu là 10.500.000, không bao ship, rất là già. Bên này có một cây cóc. Cây cóc này cũng già, cốt chậu. Hiện tại thì cây nó có trái, đang trái. Trái rất là nhiều. Để lá tầm quá ha. Để thành phố cố gắng quay cây kỹ hơn. Anh chị em mình xem. Cây này nó, cái cốt nó giống như cái con ốc sên ha. Cây này nó cuộn lại nè. Đấy, nó cuộn lại như con ốc á. Hiện tại cái cây cao là 55, phỏng tán khoảng 70 thôi. Còn cái hoành mà đo hết cái hoành này là tới 1m04. Cái hoành bự bự ở trên này 1m04. Chậu này là chậu 40. Nó cũng chật chậu rồi. Đây, cái dàn nuôi nó to này. Dòng này thì trái liên tục à. Khi chơi xong rồi là mình cắt con lại. Mình cắt con lại bắt đầu là nó ra tược, bắt đầu là cho trái tiếp tục. Mặt nào cũng đẹp. Mặt này cũng đẹp. Đây. Mặt này nó có trụng lại giống như kiểu trụng da voi ha. Còn cái phần bên này, phần cái mặt cắt bên này là có xử lý. Cái này là cái như cái sẹo ha. Bỏ một cái viên đá núi nè, dạng viên đá tròn á, bỏ vô cho nó ngậm lại nè. Giống như kiểu như mà cốc mà ngậm ngọc á ha. Thời gian thì nó rít chặt luôn á. Tạo thêm một cái điểm nhấn rất đẹp. Đây, dàn nuôi này quá to nè. Lực lưỡng á chứ không phải đâu. Chơi mùa trái xong là bắt đầu cắt chặn lại. Tiếp tục nó chẻ ra 2-3 mầm vậy đó là cho trái tiếp. Tức là cứ càng chơi thì cái dàn tay cành nó càng dày. Dòng trái liên tục à. Cái này chắc cũng tầm 2 người bê. 2 người bê nặng nặng á. Cái cốc này cũng khá là hay nè. Một cốc có thể về ra một cái chậu khác ha. Chậu này nó chật quá rồi. Cái này giao lưu là 17.500.000. Không bao ship. Một số cây mà Thanh Phú chia sẻ báo giá là giá tại vườn, không bao ship. Anh chị em lưu ý. Đây, một tác phẩm cốc. Đây là một cây bằng lăng. Xây kích tầm
chắc hai người bê cũng nặng ạ. À, bởi vì cái chậu này nó tới 70, chiều dài 70, nhỏ nhỏ xinh xinh bằng lăng. Ở dưới này có điểm mấy con tử cho nó hồi cái bộ cốt. Cây này kiểu chơi rừng, rừng tinh thần ha, chơi kiểu rừng tinh thần. Đây nè, nó liền hết nha, mặt này chắc hơi nhè đá này để tạo mấy cái rừng, tạo mấy cái rừng kiểu rừng tinh thần á. Cũng duyên duyên bộ cốt đấy, bộ cốt đó. Cây này cao khoảng 79, tổng đế là 1m2. Chậu này chậu 70 phủ bì chữ nhật, bằng lăng thì cái phần nu nó là ok rồi, nhìn nó đẹp da láng. Cây này cũng già, nhìn mấy cái đoạn chút nuôi này, những cái đoạn tử đó ha, đẹp ạ. Cái bằng lăng này tương đối đẹp quý vị, chơi mặt nào cũng được, trước sau cũng được. Rừng trên thân, hiện tại cây này giao lưu 12.500.000, cũng không bao ship, giá báo tại vườn. Đấy, chơi kiểu rừng trên thân tương đối khá là đẹp. Cây này chơi hai mặt, một cây dúi quý vị. Cây dúi này có hai thân, một trực một bay ha, nhìn nó cũng duyên cây. Hiện tại thì cây nuôi cái dàn tán cũng khá ok nè, cũng lực cái dàn tay nuôi đó. Cũng khá là duyên. Về thiên nhiên thì cây này có kẹt mấy viên đá đây nè, ở trong cái kẹt trong nữa nè, nó gọi là liền cốt đó. Nhưng mà cái cành bay này nó lắc nha, đây nè, cái đoạn cành bay này lắc. Rồi cái cốt trực trên này cũng lắc luôn, trực lắc cũng duyên ạ. Đây, mặt bên này nhà đá nhỏ nhỏ cũng rất là nhiều, một số mặt cắt xử lý này. Cốt nó khéo nha, nó lắc mà nó dẹp á. Đây nè, cây này chắc cũng làm mấy nước nhôm rồi. Hiện tại là cây cao là 1m7, tán là 2m2, đế này 1m6, đo sát mặt chậu đây 1m6 nè. Cái chậu này là 1m05, chậu vuông 1m05, 22 cái thân này là rất là duyên. Nói chung là nó duyên, kiểu như lắc mà nó dẹp nha, chứ không có phải tròn, nó dẹp nó mới đẹp, gọi là nghệ thuật đó. Đấy, những cái bộ sườn cũng như dàn tay không, tiếp tục chăm nuôi dàn râm nữa là ok nè. Đấy, điểm chủ nuôi rất là lực, to hết rồi.
khéo, một cây dúi mà có một cốt hai thân, toàn bộ là lắc. Thì xây dựng và nuôi đến tầm này cũng khá rồi, chị em mình sở hữu về chăm chơi mình nuôi thêm nữa, dựng thêm cái dàn dâm nữa là ok. Trước một cái mũi này rất là đẹp, đặt vào cái vị trí này nó hơi chật, nhưng mà ra cái không gian rộng á nha, cây này cũng khá là đẹp, tương đối đẹp. Không, anh chị em mình xem nè, nó lắc mà nó dẹp hay lắm. Đấy, cao 1m7, tán 2m2, tổng đế 1m6. Cái này là nó bị kiểu như nó hơi bị sâu đế, chứ còn đế nó sẽ nở to hơn. Hiện tại thì chiếc chậu này 1m05 chậu vuông. Nó lắc hay lắm, cái thân trực này lắc tuyệt vời luôn. Và thân bay này cũng đẹp nữa này, lắc rất đẹp. Mình đứng chính diện cũng đẹp, mà mình đứng hơi xéo góc đây cũng rất là đẹp này. Thật sự. Đấy, anh chị em mình quan tâm thì nhấc máy lên, gọi điện liên hệ trực tiếp quý vị. Đấy, để thành phố đi qua góc này coi, chị em xem cái góc này khá ok. Nói chung là bố trí góc nào cũng đẹp hết. Rồi, clip này thì Thanh Phú chia sẻ cũng vài tác phẩm quý vị. Anh chị em mình có nhà ý thì gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo. Rồi, hẹn lại anh chị em những video tiếp theo. Thanh Phú xin chào.